Xin chào, giới thiệu với các bạn, đây là trăn cây xanh, là một trong những loài bò sát được yêu thích nhất hiện nay. Như tên gọi cho thấy, chúng là loài vật dành hầu hết thời gian ở trên cây, nhưng không hẳn có màu xanh. Chúng thường có đa dạng màu sắc được tìm thấy trong cả tự nhiên và qua lai tạo giống. Trăn cây xanh có đặc điểm cơ thể tương đối mỏng, chiếc đuôi chiếm 14% tổng chiều dài của cơ thể, có đầu lớn và được xác định rõ từ phần cổ. Cơ thể là hình tam giác, theo mặt cắt ngang, được tính từ cột sống xuống. Kích thước cũng khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc xuất xứ. Chế độ ăn chủ yếu là những động vật có vú nhỏ, chẳng hạn như các loài gặm nhấm và đôi khi là bò sát.